Set đồ này thì đến từ thương hiệu Melia. Phải nói đến chiếc áo này nó quá là xuất sắc đúng không mọi người? Chiếc áo này thì với chất liệu chính là chất liệu tơ ống cao cấp. Chất liệu này thì nó sẽ có sự mềm mại này, dễ chịu và bề mặt thì hơi ống nhẹ một chút. Khi mà có ánh đèn chiếu vào hay ánh nắng chiếu vào thì sẽ rất là nổi bật luôn. Và ngoài ra thì Phương cực kỳ thích cái tông màu này. Đây là một cái tông màu rất là nhã nhặn này, tôn da, tôn dáng và đặc biệt là nó cũng rất là kiểu là cầu kỳ. Khi mà nhìn vào cảm giác như hình 3D vậy. Ở trên ngực thì có một bông hoa được đính kết thủ công 3D và uốn cánh rất là công phu ở ngay trên ngực áo, sẽ tạo điểm nhấn khiến cho cái phần áo của chúng ta nó trở nên nổi bật hơn. Với chiếc áo như thế này thì Phương nghĩ rằng mọi người có thể mix với rất là nhiều những thể loại chân váy, thể loại quần khác nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thì Phương lựa chọn một chiếc quần ống loe vì Phương nghĩ rằng là sẽ hách chiều cao và nhìn mình sẽ kiểu rất là sang trọng và cực kỳ quý phái. Nếu mọi người thích set đồ này rồi thì hãy nhanh tay để lại comment ở dưới video này hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Melia. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được free ship và được kiểm tra hàng. Còn nếu mà muốn đến tận nơi thì Melia có showroom trên toàn quốc. Hãy đến và tậu ngay cho mình set đồ này nhé. Melia, mặc đẹp để thành công!